Xin chào các bạn, welcome back. Chào mừng các bạn trở lại với chuỗi video 7 chìa khóa cho một năm mới hạnh phúc không giới hạn. Trong mỗi một video, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chìa khóa để giúp bạn mở cánh cửa tới với thành công, hạnh phúc và bình an trong năm mới. Trong hai video trước, chúng ta đã nói với nhau về chìa khóa số 1, đó là biết. Chìa khóa số 2, đó là chọn. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc chìa khóa số 3. Nếu như bạn bỏ lỡ hai video trước, hãy tìm để xem lại nhé. Hãy thành thực với chính mình một chút. Đã bao nhiêu lần bạn lập ra những kế hoạch, những dự định? Bạn viết vào sổ, bạn dán lên tường, bạn hừng hực khí thế được vài ngày, vài tuần, nhưng rồi sau đó bạn chưa bao giờ có thể thực sự bắt tay để hành động với những mục tiêu đó. Tôi biết chắc bạn đã từng như vậy. Vậy thì lý do tại sao? Tại sao bạn không thể hành động? Những mục tiêu ước mơ của bạn quan trọng đẹp đẽ đến thế cơ mà. Rất có thể lý do đó là bạn thiếu chiếc chìa khóa số 3. Đó chính là tin. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được nội lực mạnh mẽ để có thể hành động và hành động kiên trì, bền bỉ nếu như bạn không có niềm tin. Và tôi không chỉ nói đến niềm tin vào mục tiêu, mà niềm tin vào chính mình. Niềm tin vào một nguồn sức mạnh và trí tuệ khổng lồ ở bên trong bạn luôn dẫn dắt cho bạn. Niềm tin rằng bạn đang đi đúng đường, rằng bạn đang phát triển lên từng chút một và rằng bạn luôn bình ổn trong thế giới của mình. Niềm tin rằng bạn luôn có năng lực để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Và niềm tin rằng cả vũ trụ này luôn ủng hộ và hậu thuẫn để bạn có thể đạt được ước mơ của mình. Tôi đang nói đến thứ niềm tin ấy, niềm tin vào chính mình và niềm tin vào một sức mạnh lớn hơn mình. Đây sẽ là một nguồn năng lượng vô tận để giúp cho bạn bước tiếp và bước tới. Các bạn thân mến, việc mà một người có trí tuệ luôn làm mỗi ngày đó là làm tất cả những gì có thể để nuôi dưỡng, để phát triển và để làm mới niềm tin của mình. Có thể là viết nhật ký, có thể là tưởng tượng, có thể là xem những video tích cực, đọc những cuốn sách hay, ở bên những người thầy giỏi, giao lưu với những con người đang có được thành công mà bạn mong muốn có được. Bất kể là điều gì, nhưng bạn cần ở trong một môi trường, một bầu khí quyển để hạt giống niềm tin của bạn không ngừng được phát triển. Các bạn thân mến, để xây dựng ước mơ, chúng ta không thể quên xây dựng niềm tin. Và trong mỗi một hoàn cảnh, chúng ta đều luôn luôn có quyền lựa chọn hoặc là sợ, hoặc là tin. Và bản thân tôi tin và hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn có đủ can đảm để lựa chọn tin trong mỗi bước đường của bạn. Và đây chính là chiếc chìa khóa thứ 3 mà tôi muốn dành tặng cho các bạn. Hãy luôn giữ nó bên mình nhé. Và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.